danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Hello everyone, how are you today? And welcome back to the Vietjet channel. My name is Thuy. It's very nice to see you again in today's video. And in today's lesson, we continue Unit 3. And we will learn the lesson review Unit 3. Chào tất cả các bạn, cô tên là Thuy và cô đến từ Vietjet. Hôm nay cô rất là vui vì được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trong bài học này thì chúng ta sẽ tiếp tục Unit số 3 và chúng ta sẽ học bài review Unit 3 các bạn nhé. Okay, so without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn nhé. Okay, the first activity is reading. Hoạt động đầu tiên của chúng ta đó chính là bài làm bài reading. Ở trong bài reading này chính là bài điền true full hoặc là doesn't say, đúng các bạn? Cái dạng bài này thì chúng ta đã được học reading strategy rồi, đúng chưa? Có nghĩa là các bạn sẽ đọc những cái câu ở đây trước, đúng không? Mình gạch chân keywords, sau đó mình sẽ quay trở lại bài đọc và chúng ta sẽ locate, định vị xem cái câu này nó ở cái đoạn nào của đoạn văn, đúng không? Rồi ok, ở đây thì vì là slide nên là cô sẽ hướng dẫn cho bạn tìm keywords của cả 6 câu trước, sau đó mình sẽ vào bài tìm thông tin sau. Còn đâu với các bạn hoàn toàn có thể đọc câu 1, tìm keywords câu 1, sau đó mình quay trở lại text và mình tìm luôn thông tin. Rồi sau đó mình quay trở lại cái câu này để mình xem nó là true, full hay doesn't say. Như thế luôn để cho mình đỡ bị quên nhá. Rồi ok, với câu số 1 thì các bạn có thể thấy keywords đầu tiên mình có là gì nhỉ? Đầu tiên sẽ là The Adventures, đúng không? The Adventures thì nó là tên riêng rõ ràng rồi, không thể làm paraphrase được, đúng không? Tiếp theo các bạn thấy là mình sẽ có different from, khác với, đúng không? Khác với những cái phim anh hùng khác ở điểm là clever script, có nghĩa rằng là có một cái kịch bản là thông minh, đúng chưa? Tiếp theo câu số 2 mình sẽ có là gì nhỉ? The superheroes, những vị anh hùng, đúng chưa? Ở trong The Adventures thì là những người có mạnh nhất, đúng chưa? Lát nữa mình xem có phải không nhá. Tiếp theo câu 3. Câu số 3 mình có keywords đầu tiên là Tesseract. Tesseract thì chắc chắn là một cái tên riêng và không thể là paraphrase được rồi. Và mình còn có thêm một cái tên riêng nữa, đó là Loki. Tesseract và Loki đều là hai tên riêng không thể là paraphrase được. Lát nữa khi vào bài các bạn sẽ tìm cho cô cái đoạn nào mà mình có chứa cả hai keywords này nhá. Và cuối cùng đó là destroy the earth, phá hủy trái đất, đúng chưa? Rồi ok, câu này là gì nhỉ? Tesseract là một cái vũ khí đã bị trộm bởi team đội của Loki thì có thể được dùng để phá hủy trái đất, đúng chưa? Rồi câu số 4 mình sẽ có keywords là a lot of battle scenes, có rất nhiều những cảnh chiến đấu, đúng không, ở trong The Adventures. Câu số 5 mình sẽ có some lines, một vài lời thoại ở trong phần kịch bản thì make the audience laugh, có một vài lời thoại thì làm cho khán giả cười, đúng chưa? Có nghĩa rằng là những cái lời thoại nó rất là funny, đúng chưa? Rồi với câu số 6 nhá. Câu số 6 thì sẽ là keywords của chúng ta sẽ là the audience, khán giả, đúng không? Enjoy watching superheroes, rất là thích xem superhero, cooperate, có nghĩa rằng là hợp sức để save the world, để bảo vệ thế giới, đúng chưa? Rồi ok, lát nữa các bạn sẽ tìm cho cô, locate, định vị cho cô những cái keywords này nó nằm ở trong đoạn nào nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào bài nhé. Với cái bài true full not given này thì cô đã nói với các bạn rồi, đúng chưa? Nó sẽ theo thứ tự, có nghĩa rằng là từ thông tin nó sẽ theo đúng thứ tự từ câu 1 đến câu 6 luôn, chứ nó không có là câu 1, câu 3 xong lại nhảy đến câu 6 xong quay trở về câu 2, không có như vậy nhá. Nó sẽ theo thứ tự, vì vậy các bạn cũng đọc dần dần thôi, đúng không? Với câu số 1 các bạn thấy là câu số 1 mình có keywords là gì nhỉ? What makes the adventures different from other superhero films is its clever script. Đúng chưa? Thế bây giờ mình sẽ tìm ra nhanh cái keywords The Adventures nhé. Đây, tìm ra nhanh ở ngay đoạn số 1 mình bắt đầu thấy có The Adventures ở đây, đúng không? Tiếp theo mình có superheroes ở đây rồi, đúng chưa? Mình sẽ đọc luôn nhé. But in my opinion, The Adventures is the best superhero film because it's different. Đúng rồi, mình có different này, bởi vì nó khác biệt. Nó khác biệt như thế nào, mình đọc tiếp nhé. Superheroes are usually lonely people. They save the world on their own.
This isn't how things work in the adventures. Đúng chưa? Khác biệt như thế nào này? Khác biệt ở điểm là gì nhỉ? Bình thường ấy thì các siêu nhân ấy, đúng không? Họ thường hoạt động đơn lẻ. Nó hoạt động đơn lẻ, họ cứu trái đất đơn lẻ, đúng chưa? Nhưng mà đấy lại không phải là những thứ diễn ra ở trong The Avengers. Nghĩa ở trong Avengers là mọi người hợp sức lại, đúng không? Thì đó chính là cái điều mà làm nên cái sự khác biệt của The Avengers. Chứ không phải là It's clever script, đúng chưa? Đến đây thì các bạn biết là cái câu số 1 của mình là true phone hay là doesn't say rồi nhá. Suy nghĩ nhá. Tiếp theo câu số 2. Câu số 2 thì của mình là gì nhỉ? Superheroes in the Avengers are the most powerful. Đúng chưa? Các bạn thấy kết thúc câu số 1 xong đến cái đoạn tiếp theo mình lại nói đến Loki rồi. Đúng, Loki lại là câu 3 mất rồi. Có nghĩa là cái thông tin ở câu 2 ấy, cái đoạn Superheroes nó không hề nhắc đến là có phải là tất cả những siêu nhân ở trong The Avengers có phải là người có sức mạnh nhất hay không. Đúng chưa? Thì câu số 2 của mình sẽ là cái gì? Doesn't say. Nhá. Thông tin nó không đề cập đến. Được chưa? Rồi đến câu số 3 này. Câu số 3 mình có là gì nhỉ? Tesseract can be used to destroy the world, đúng không? Ok, mình sẽ tìm keyword Tesseract và Loki. Loki thì ở ngay đầu đoạn rồi. Tesseract đọc kỹ một chút, các bạn sẽ thấy nó ở đây. Đúng chưa? Thấy hai thông tin rồi nhá. Bây giờ quan trọng là có cái thông tin là can be used to destroy the world không nhá. Đây các bạn ơi, mình có này, ngay câu dưới này. And Loki can use it to destroy the earth. Và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy thế giới. Phá hủy trái đất, đúng chưa? Thì các bạn biết rồi đấy, câu 3 của mình. Suy nghĩ xem. Với thông tin như thế này và statement như thế kia. Thì câu số 3 là true hay là false nhá. Rồi ok. Tiếp nhá. Tiếp câu số 4. Câu số 4 mình có thông tin là gì các bạn nhỉ? There's a lot of battle scenes in the adventure, đúng không? Câu số 4 đúng không? Đây, nhìn rất là nhanh để tìm cái đoạn battle scenes nhá. Thì các bạn sẽ thấy ở đoạn này mình sẽ có là battle scenes đây. The final battle scenes between the superhero team and Loki's army is the most exciting scene in the film. Có cái cảnh chiến đấu cuối cùng giữa team superhero và Loki thì là cái cảnh thú vị nhất ở trong phim đúng không? Thì các bạn thấy rằng là ở đây nó có nhắc đến cái từ battle scenes. Nhưng mà nó không hề đề cập đến rằng là có ít hay là nhiều những cái cảnh battle scenes. Mà ở đây người ta lại đề cập đến cái thông tin là cái trận đấu cuối cùng giữa hai cái team này là cái cảnh thú vị nhất. Thì có nghĩa rằng là hai thông tin này nó không hề liên quan đến nhau. Đúng không? Thì cái câu statement bên kia chắc chắn sẽ phải là doesn't say. Đúng không? Trong bài không hề nhắc gì đến thông tin. Nhá. Rồi ok, thế còn câu số 5. Câu số 5 của mình là some lines in the script make the audience laugh. Đúng không? Có một vài lời thoại ở trong kịch bản thì làm cho khán giả cười. Thì mình có thể hiểu ngầm rằng là there's some funny lines, đúng không? Có một vài những cái lời thoại rất là hài hước, đúng chưa? Thì các bạn đọc tiếp tục, các bạn sẽ thấy là there's some funny lines đây nhá. Thì câu số 5, suy nghĩ xem là true hay là false hay là doesn't say nhá. Và câu số 6, câu số 6 mình có là gì nhỉ? Audience enjoy watching superhero cooperate to save the world, đúng không? Cái khán giả rất là thích xem cái việc mà những siêu anh hùng họ hợp tác với nhau, đúng chưa? Họ hợp lực để bảo vệ thế giới, đúng không? Thì các bạn thấy câu cuối cùng mình có một thế này: the idea of putting superhero together was amazing, the audience loved it. Đúng chưa? Cái ý tưởng mà liên kết tất cả những siêu anh hùng lại thì rất là tuyệt vời. Và khán giả rất yêu thích cái điều này. Thì chính là câu số 6 của mình rồi, đúng không? Các bạn suy nghĩ xem câu số 6 là true, false hay doesn't say nhá. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ dành cho cô khoảng 1 đến 2 phút. Mình xem lại cả 6 câu này, xem là mình đã có đáp án chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ đọc lại và quyết định xem mình sẽ chọn là true, false hay doesn't say nhá. Rồi ok, và sau đó thì sẽ quay về check đáp án của mấy cô nhé. Rồi với câu số 1, với câu số 1 là thông tin mình đã rõ ràng ở đoạn 1 rồi đúng không? Thì câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là phones các bạn nhé. Bởi vì cái điều làm cho bộ phim Avengers này khác những cái bộ phim anh hùng khác ấy, không phải là clever script mà là cái việc mà các anh hùng làm sao nhỉ? Các vị siêu anh hùng ở đây làm sao nhỉ? Họ hoạt động, họ liên kết lại với nhau chứ không phải là họ tách riêng ra, đúng chưa? Rồi về câu số 2, câu số 2 thì chú cô đã nói là mình không hề có thông tin gì nhắc đến cái việc là the superheroes in the Avengers are the most powerful,
đúng chưa? Không hề nhắc gì đến cái vấn đề này nhá. Thì câu số 2 mình sẽ chọn là doesn't say. Đấy chưa? Rồi, với câu số 3, câu số 3 thông tin rất là rõ ràng ở đoạn thứ 2. Đúng chưa? Thì câu số 3 đúng là cái vũ khí tên là Tesseract này có thể được sử dụng để phá hủy trái đất, can be used to destroy the earth, đúng không? Vậy câu số 3 mình sẽ điền là true nhá. Rồi, về câu số 4 nào. Câu số 4 mình sẽ có là there's a lot of battle scenes in the adventures. Cái này cũng gọi lý giải các bạn rất là rõ rồi đúng không? Trong bài có nhắc đến battle scenes nhưng mà không phải là nói về cái việc mà có nhiều hay là ít cảnh. Đúng chưa? Vậy câu số 4 của mình vẫn phải là doesn't say nhá. Rồi ok, về câu số 5 này. Câu số 5 là some lines in the script makes the audience laugh. Có một vài những cái lời thoại ở trong script thì làm cho khán giả cười. Đúng không? Thì cái này đúng rồi, trong bài mình có cái funny lines. Đúng chưa? Thì câu số 5 của mình sẽ là true nhá. Và câu số 6. Câu số 6 ở đoạn có cái hai dòng cuối cùng, đoạn cuối rất là rõ ràng, đúng chưa? Có nghĩa khán giả rất là thích cái ý tưởng khi mà liên kết tất cả những anh hùng, những cái vị siêu anh hùng lại với nhau để bảo vệ thế giới. Đúng chưa? Vì vậy câu số 6 đáp án của mình sẽ phải là true nhá. Rồi ok, bài true full doesn't say này không hề khó các bạn. Mình chỉ cần làm đúng các cái bước đúng không? Mình xác định keywords rồi mình xác định thông tin, đọc thật là kỹ và quyết định xem là mình sẽ điền là gì. Thực ra khi các bạn đã xác định được cái thông tin rồi ý, thì cái việc bạn chọn tìm ra được đáp án rất là dễ, đúng không? Rồi ok, đó là bài reading nhá. Bây giờ mình sẽ sang phần listening. Ở bài listening này thì cũng khá là khó, bởi vì các bạn sẽ có các bạn sẽ được nghe một cái audio, và ở trong cái audio này mình sẽ có bốn phần nói của bốn người, đúng không? Tuy nhiên đây các bạn lại còn 5 câu. Bây giờ các bạn sẽ phải ghép sao cho bốn cái nội thoại đó, đúng không, vào 5 câu này, và trong đó sẽ có một câu rằng là sẽ có một câu mình không điền được cái gì cả. Khá là khó đúng không? Rồi ok, thì trước khi mình vào làm cái bài nghe thì các bạn sẽ cùng đọc xem những câu này nói về cái gì trước nhá, để mình có một cái bức tranh toàn cảnh. Rồi ok, về câu A, we learn about somebody's life, có nghĩa rằng là mình học về cuộc đời của một ai đó, đúng không? Mình được biết thêm về cuộc đời của một ai đó. B, the speaker is making an appointment to competitors. Câu số 4 là câu B, có nghĩa rằng là cái người nói đúng không? Đang đặt một cuộc hẹn cho tất cả những người tham gia thi đấu, đúng chưa? C, the speaker is still studying at school, là cái người nói vẫn còn đang đi học, đúng không? Vẫn còn đang học sinh, đúng chưa? Và D, we learn about the history of some popular story. Chúng ta sẽ học về lịch sử của một số những câu chuyện phổ biến. Những câu chuyện phổ biến đúng không? Và E, the speaker is describing a festival. Và câu E là người nói đang mô tả một cái lễ hội. Đúng chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào nghe nhé. In case là các bạn vẫn chưa có thể nghe tốt thì cô đã chèn cái phần transcript đây để các bạn có thể listen and read very carefully to find out the answer. Ok. So, let's listen. Mình cùng nghe luôn nhé. Track 1.42. 1. Can I have your attention, please? Could all swimmers taking part in the under 15 swimming races please go to reception? We need to know you're here, so please sign in with your coaches. I'd also like to take this opportunity to thank all of you for coming. It's going to be a great day. 2. Hello, and thank you for asking me to your school. I'm going to start by telling you how I became interested in film. I've always loved the cinema, and at first I thought I wanted to be an actor. Then I became more interested in what the actors were wearing. I loved historical films, but also science fiction. All those amazing alien costumes. I was good at art at school, and I knew that costume design was what I wanted to study when I left school. 3. This week's topic is superheroes. It all began in the late 1930s when Superman appeared as the first comic book character with superpowers. Many amazing characters followed, including Wonder Woman, who was the first female superhero. In the 1950s, television arrived, and superheroes became less popular. But then, in the 1960s,
Batman appeared in a TV series, and everybody loved superheroes again. Today, superheroes are more popular than ever, with huge blockbusters like Iron Man and The Avengers. 4. DJ Sam is letting me talk for a moment on this great show. I'm Marty, and I formed a rock band, The Thunder, last year with four other guys from Year 9. You've probably heard us on this show a couple of times, and also heard us practicing after school. We're pretty loud. Unfortunately, Harley, our drummer, moved to Scotland with his family, so now we're looking for a replacement. Please email me if you play drums and you're interested. Rồi, ok, chúng ta đã nghe xong hết rồi. Các bạn đã có đáp án chưa nhỉ? Ok, mình cùng check đáp án nhé. Theo các bạn thì có đoạn hội thoại nào mà mình we learn about somebody's life không? Có đoạn hội thoại nào mà mình nói về cuộc đời của một ai đó không nhỉ? Ừ, đó chính là đoạn số 2 các bạn nhé. Rồi, ok. Thế theo các bạn có đoạn nào mà speaker is making an appointment to competitors không? Ừ, ok, đó chính là đoạn số 1 các bạn nhé. Rồi, câu số 3, the speaker is still studying at school. Cái người phát biểu ấy vẫn còn đang đi học, đúng chưa? Thì cái này nếu mà nghe kỹ ra một chút thì các bạn có thể nghe cái cụm là after school, đúng chưa? Của đoạn hội thoại số mấy nhỉ? Của số mấy nhỉ? Đúng rồi, đó chính là số 4 các bạn nhé. Rồi ok, thì các bạn có nghe ra là ở trong đoạn nói chuyện nào mà mình được học về lịch sử của những câu chuyện nó phổ biến không? Ừ, đó chính là cái phần phát số 3, đúng không? Number 3. Và câu E, the speaker is describing a festival. Cái này thì không có, đúng chưa? Rồi ok, các bạn check đáp án cùng với cô nhé. Bạn nào mà vẫn chưa có thể tìm ra đáp án ấy, hoặc là mình bị sai nhiều ấy, các bạn có thể quay trở về cái phần trước, vừa nghe và vừa đọc lại để xem thêm một lần nữa, để xem là mình có đúng được hết không nhá. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là speaking nhá. In the speaking part, you are expected to work in pairs, read the role play information for student A and student B, make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them, then do the role play. Ở bài ở phần speaking này thì các bạn sẽ làm việc theo những cặp đôi cho cô nhé. Cái này thì chúng ta sẽ đóng vai, đúng chưa? Đóng vai làm học sinh A và học sinh B, đúng chưa? Make a list, các bạn sẽ đưa ra một cái danh sách, đúng chưa? Make a list of ideas for your own role, đưa ra một cái list những cái ý tưởng về cái vai diễn của mình, đúng chưa? Và nghĩ ra cách mà mình có thể đề nghị những cái ý tưởng này với cả cái người bạn của mình, đúng không? Và sau đó thì hai bạn sẽ đóng vai hai nhân vật cho cô nhá. Ở đây student A thì mình sẽ có là gì nhỉ? You and a friend want to go to a music event together. Bạn cùng với cả bạn của bạn muốn đi đến một cái sự kiện âm nhạc cùng với nhau. Discuss which event to go to with your partner. Mình sẽ cùng nhau thảo luận xem là chúng ta sẽ đi đến cái sự kiện nào. Suggest asking somebody in your family to drive you there. Mình sẽ đề nghị, đúng không, là một thành viên trong gia đình của mình là sẽ chở mình đến đó, đúng không? Còn đâu bạn student B này, you and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest taking public transport. Câu bạn B thì sẽ là bạn cùng với bạn của bạn cũng muốn đi đến một sự kiện âm nhạc. Hai người thảo luận với nhau xem là mình sẽ đi đâu. Nhưng bạn B này thì sẽ làm sao nhỉ? Đề nghị là sẽ sử dụng phương tiện công cộng. Ở đây hai bạn đã có cái vai, cái thông tin của mình rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ list ra những cái thông tin, những cái idea cho cái vai diễn của mình. Đúng chưa? Bạn A, bạn B, chúng ta có hai điểm giống nhau, đó là đi đến buổi âm nhạc này, buổi sự kiện âm nhạc này, và xem là đi đến đâu. Nhưng sự khác nhau giữa hai vai diễn này, đó là bạn A thì là muốn là một thành viên trong gia đình đưa đi, còn bạn B thì là muốn tự đi phương tiện công cộng. Đúng chưa? Ở đây các bạn sẽ list ra những cái ý nhá. Ok, với những bạn mà mình vẫn chưa có ý tưởng thì có thể tham khảo cái phần a list of ideas của cô nhá. Đây, các bạn sẽ thấy là ví dụ mình có thể nói rằng là go to a live music event of your favorite singers, là mình sẽ đi đến một cái buổi âm nhạc, đúng không? Một cái sự kiện âm nhạc diễn trực tiếp, đúng không, của những ca sĩ mình yêu thích.
Tiếp theo mình sẽ có ý tưởng là ask father to drive to the location, đúng chưa? Mình có thể đưa ra ý kiến là bảo bố đưa chở lái xe đến cái địa điểm đó. Mình hoàn toàn có thể đưa ra một ý kiến nữa là nhưng bố thì bị bận. Thế là một bạn học sinh B, bạn ấy mới suggest là go there by bus. Chúng ta sẽ tự đi đến đó bằng xe buýt. Thông tin của chúng ta ở đây nhá. Thế bây giờ hai bạn sẽ đóng vai một bạn học sinh A và học sinh B. Chúng ta sẽ role play cái case này nhá. Rồi, ok. Các bạn sẽ tự thực hành với các bạn của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần writing. Ở trong phần writing này thì các bạn sẽ phải làm gì nhỉ? Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend. Write an informal letter from 120 to 150 words to them in which you describe the film, give your opinion of the film, make a suggestion to your friend. Ở trong bài writing này thì các bạn sẽ tưởng tượng là các bạn tối hôm qua là các bạn đã đi đến một đi ra chiếu phim để xem phim, đúng chưa? Và các bạn đang định viết một lá thư cho một người bạn ở Anh, đúng chưa? Ok, và các bạn sẽ viết một lá thư thân mật dài khoảng từ 120 đến 150 từ để kể cho bạn của mình về cái sự việc đó. Ở trong lá thư này thì các bạn cần phải đảm bảo cho cô những phần như sau. Đầu tiên là mô tả lại cái bộ phim đó, đúng không? Thứ hai là đưa ra ý kiến cá nhân của bộ phim dành cho bộ phim. Và cuối cùng là make a suggestion to your friend, có nghĩa rằng là mình sẽ đề nghị là khi nào bạn đến Việt Nam thì chúng ta sẽ đi đâu kiểu vậy, đúng chưa? Rồi, ok. Với cái bài một bài writing thì các bạn kiểu này, với số lượng từ là 120 đến 150 từ thì các bạn sẽ dành cho cô khoảng tầm 15 đến 20 phút nhá, 15 đến 20 phút để mình hoàn thành nhá. Ok, còn khi viết xong thì các bạn nhớ check xem là mình đã viết đúng từ vựng, đúng ngữ pháp chưa, đã đầy đủ các phần chưa nhá. Còn với những bạn mà vẫn đang chưa có ý tưởng gì thì các bạn có thể tham khảo cái bài viết mẫu của cô. Đây, một cái bài viết mẫu như thế này nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ đưa ra là Dear Mai Anh, đúng không? Thanks for your letter and sorry I didn't reply sooner. Cảm ơn vì lá thư của cậu và cũng xin lỗi là mình đã không trả lời thư sớm hơn, đúng chưa? I went to see a great film at the cinema last night, đúng chưa? Minions. Tối hôm qua mình đã đi đến rạp chiếu phim và xem một bộ phim rất là hay, tên là Minions, đúng chưa? I went with my younger brother because we both love this animation film so much. Mình đi xem cùng với cả em trai của mình bởi vì bọn mình đều rất là thích xem phim hoạt hình. The film is very interesting and funny. I like the characters because they are so cute and humorous. Bộ phim thì rất là thú vị và hài hước, đúng chưa? Chúng mình thích tất cả những nhân vật bởi vì đều rất là đáng yêu và hài hước. The special effects are great too. Hiệu ứng, những cái hiệu ứng đặc biệt thì rất là tuyệt vời, đúng chưa? Đây chính là phần mà mình mô tả bộ phim và nói ý kiến cá nhân của mình nhá. Tiếp theo sẽ đến phần suggest. Tiếp theo là sau bộ phim mình làm gì này. After the film we went to a vintage coffee shop. The drinks are spectacular. Sau bộ phim thì mình đến một quán cà phê theo phong cách cổ điển, đúng không? Đồ uống ở đấy thì rất là tuyệt vời, đúng chưa? Bây giờ mình đến cái phần suggestion này các bạn. I hear that next week there is a new romantic movie emerging. So why don't you go to the cinema and enjoy your favorite type of movie? Mình nghe là tuần sau là sẽ ra một cái bộ phim tình cảm lãng mạn mới, đúng không? Thế thì tuần sau bọn mình cùng đi xem nhé. Và đây là cái thể loại phim yêu thích của cậu, đúng không? Rồi, ok. Và cuối cùng mình kết thư thôi. Anyway, I'd better go now. Talk to you later. Love me. Đúng chưa? Rồi, ok. Đây là cái phần gợi ý của cô. Các bạn có thể dựa vào bức thư này hoặc là có cái ý tưởng riêng của mình, đúng chưa? Rồi, ok. Ok, so this is also the end of our lesson today. Thank you so much for the watching. Goodbye and see you in the next video. Bye bye. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.